Công an huyện Tháp 10 vừa phối hợp với công an huyện Tân Thạnh tỉnh Long An truy bắt nhanh hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, chiều ngày 5 tháng 9 năm 2024, hai đối tượng gồm Tăng Giang Vũ 26 tuổi và Phạm Hoàng Duy 19 tuổi cùng trú tại huyện Vĩnh Hương, tỉnh Long An áp sát xe và cướp giật một sợi di chuyển của một người phụ nữ đang điều khiển xe máy tại khu phố 1 thị trấn Tân Thạnh huyện Tân Thạnh tỉnh Long An nhận được thông tin, công an huyện Thấp 10 đã nhanh chóng triển khai lực lượng và bắt giữ hai đối tượng đang trên đường tẩu thoát, đồng thời thu giữ một số tang vật gồm một sợi dây chuyền kim loại màu vàng, một xe mô tô, một dao thái, một bình xịt hơi cay và các tăng vật khác có liên quan. Hiện công an huyện Thấp 10 đã bàn giao hai đối tượng cùng tan vật cho công an quyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để tiếp tục điều tra xử lý. Giao lúc 10 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 anh Ngô Vũ Minh Dương, 36 tuổi, ngụ ấp 1 xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, đã đến công an xã Tân Hội Trung giao nộp 18 công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản. Tại cơ quan công an, anh Dương cho biết làm nghề sửa chữa điện cơ sau khi được công an xã Tân Hội Trung tuyên truyền nên đã tiến hành tự nguyện giao nộp 18 công cụ kích điện. Qua đây, lực lượng công an cũng kêu gọi người dân ủng hộ tích cực tham gia phong trào giao nộp các thiết bị vật liệu xung điện người cụ khai thác thị sản có tính quỷ diệt tận diệt kịp thời phát hiện tối giác những hành vi vi phạm người dân cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi thị sản đây cũng là hành động bảo vệ môi trường sinh thái vì lợi ích của bản thân cộng đồng